So what I say? À, ok. Chung nữa. Các biết là cái chữ Argo là những nguyên tắc của Argo Phosphor Virus, tức là những cái con virus mà nó muốn gây bệnh nó phải qua cái không gian, cái nhóm Argo Phos. Argo Phos tức là nhóm động vật trên khớp, tức là bao gồm con mũi, con ve, con tôm, con cua, bò cạp, vân vân. Thì cái nhóm nó là nhóm động vật trên khớp. Thì đến năm thứ ba cái phòng ký sinh trùng, thì đây là một cái ngành rất lớn ký sinh trùng các em sẽ được học. Như vậy là cái con virus Argo đó là tự nguyên tắc của dạng con bóp, có nghĩa là gì? Tức là những con virus nào mà người nhóm bạc vô, tức là những con virus là bình thường, nó không gây bệnh trực tiếp từ người sang người lành, mà bắt buộc là phải con các từ trung gian, đó là người nhóm bạc vô có trong bệnh trên khớp, và chủ yếu là con gì? Chủ yếu là con mũi, con ve. Và trong cái nhóm bạc vô này có rất nhiều loại virus khác nhau, nhưng mà có đến khoảng tới 100 loại virus của nhóm này có khả năng gây bệnh trực trong người. Như vậy chúng ta thấy là như vậy rất là nhiều lắm. Và những cái con virus này nó phải qua cái không gian trong người là Argopod. Vì vậy là cái bệnh lý mà liên quan đến cái bệnh lý Argopod gây nên thì nó phải nằm ở cái vùng nào mà điều kiện khí hậu và thời tiết thích hợp cho cái con Argopod phát triển thì cái bệnh lý của Argopod này mới phát triển theo. Từ ví dụ như cái con mũi thì các biết cái con mũi thường là nó có nhiều đâu ở những cái vùng mà khí hậu nhiệt đới, gió mùa và có đó càng mưa nhiều vân vân, thì đó là một cái vùng mà thích hợp cho con mũi phát triển. Do đó là cái bệnh lý của nhóm virus Argo và liên quan đến không gian người là con mũi thì nó sẽ tập trung phát triển ở đó. Như vậy là chúng ta sẽ khảo sát hai cái con virus mà người bệnh nhóm Argo nó gây bệnh rất phổ biến của chúng ta hiện nay. Cái con virus thứ nhất là con virus Dengue, tức là tác nhân gây ra một số cái Dengue. Thì các biết là cứ mỗi một năm chúng ta lại nghe nói đến là một đại dịch sốt xuất huyết Dengue, và hàng năm người ta đều cho chúng ta những cảnh báo và chúng ta thấy là tỷ lệ mắc bệnh càng ngày càng tăng và tỷ lệ tử vong nó cũng tăng theo tỷ lệ mắc bệnh. Do đó đây là cái con virus mà nó gây bệnh lý có tính chất thành dịch hàng năm ở nước ta hiện nay. Thì các biết là nó là những tác nhân gây ra cái bệnh lý gọi là sốt xuất huyết tay. Và cái rất là nguy hiểm nữa, tức là nó sẽ gây ra cái tình trạng, tức là người nào bị sốt xuất huyết tay thì có thể là bị sốc, thì gọi là sốc xuất huyết tay. Và cái sốc này có thể đưa đến tình trạng tử vong. Vậy cho đó là một cái bệnh lý mà người ta rất sợ. Và cái thứ hai nữa là hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì cái bệnh sốt xuất huyết này chúng ta coi như là một bệnh truyền nhiễm, bởi vì có khả năng gây bệnh dịch. Và đối với Việt Nam chúng ta thì cái bệnh sốt xuất huyết này được coi như là một trong những bệnh dịch ở trẻ em mà có tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết cao nhất. Vì vậy cho đó đây là cái vai trò rất đặc biệt của nó đối với bệnh sốt xuất huyết hiện nay ở Việt Nam chúng ta. Và thực sự bệnh lý liên quan đến sốt đen cũng rất là lâu lắm. Vào năm 1779 nó có hai cái vụ dịch được mô tả được. Thứ nhất là ở Indonesia, thứ hai nữa là ở Cairo. Nhưng mà người ta thực chất là không biết được cái tác nhân nào gây ra cái dịch sốt xuất huyết. Thì mãi cho đến thời kỳ đại dịch thế chiến, tức là năm 1944, một nhà khoa học gia tên là Sabin. Chính ông Sabin là người đầu tiên phân lập ra được con virus này. Và lúc đó ông ta xác định được có hai tiếp thôi, đó là tiếp 1 và tiếp 2. Rồi sau đó năm 1956, một nhà khoa học gia khác nữa là Hammond. Thì ông Hammond ông ta mới xác định được hai tiếp còn lại, tức là tiếp 3 và tiếp 4. Như vậy là từ khi phát hiện đến nay, chúng ta xác định là con virus này đó chỉ 4 tiếp thôi, 1, 2, 3 và 4. Về mặt lịch sử là như vậy.
về tính chất của học viết đăng chắc có lẽ các em dồn nên từ đó các em dễ nghe hơn, các em ngồi xa mà được không ạ? Chị không đi đâu hết, bà mở slide có mà.